Video này mình sẽ cho chiếc điện thoại siêu nhỏ này kết nối với tai nghe Bluetooth xem nó sẽ như thế nào. Tại vì bản chất chiếc điện thoại siêu nhỏ này khi kết nối với smartphone nó sẽ đóng vai trò là một chiếc tai nghe Bluetooth ha. Vậy thì khi một thiết bị có vai trò như vậy mà kết nối với một tai nghe Bluetooth thực thụ thì nó sẽ đảm nhiệm vai trò gì? Thì mời các bạn theo dõi video này nha. Chiếc tai nghe Bluetooth này thì các bạn có thể mua hàng cũ tại Thế Giới Di Động với mức giá là 20.000 thôi, rất là rẻ nha. Và những cái video liên quan đến những chiếc tai nghe Bluetooth và chiếc điện thoại siêu nhỏ này mình sẽ để dưới phần mô tả. Rồi thì mình đã bật cái chiếc tai nghe Bluetooth này, nó đang cái trạng thái là đèn xanh đèn đỏ chớp tắt liên tục là đang tìm thiết bị nha. Và trên chiếc điện thoại siêu nhỏ thì mình cũng quét để tìm cái chiếc tai nghe này. Rồi nó đã nhận được các bạn, tai nghe này là R553N nha. Thì nó hiện đang ghép đôi, thì các bạn nhập mật khẩu thì mình sẽ nhập 4 số 0 ha. Cái mật khẩu này do các bạn tự đặt luôn á. Và có một điều khác biệt so với những chiếc smartphone là khi chiếc điện thoại siêu nhỏ này kết nối với chiếc tai nghe này thì đèn báo trên chiếc tai nghe vẫn là vừa xanh vừa đỏ chứ không phải chuyển qua màu xanh luôn, nó khác với smartphone ha. Nhưng mà trên cái chiếc điện thoại siêu nhỏ này đã báo là đã kết nối với tai nghe rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử xem. À, bên ngoài nó cũng không có cái biểu tượng là Bluetooth hiện lên luôn các bạn, không có biểu tượng tai nghe Bluetooth hiện lên, nó có sự khác biệt rất là nhiều so với cái việc chiếc tai nghe này kết nối với những chiếc điện thoại khác. Bây giờ mình sẽ thử thực hiện một cái cuộc gọi đến 900 để xem là âm thanh sẽ phát ra từ chiếc tai nghe này hay là từ cái điện thoại này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghi lại phần âm thanh để cho các bạn nghe là nó phát ra từ tai nghe hay là điện thoại nha. Âm thanh này đã phát ra từ tai nghe Bluetooth nha các bạn. Vậy là một chiếc điện thoại khi mà kết nối với smartphone nó đóng vai trò là một chiếc tai nghe Bluetooth, nhưng mà khi kết nối một chiếc tai nghe Bluetooth thực thụ thì nó vẫn truyền âm thanh cho chiếc tai nghe Bluetooth bình thường ha. Ngoài ra khi chiếc điện thoại này kết nối với smartphone, nó còn điều khiển được danh bạ của smartphone và thực hiện cuộc gọi ngay trên SIM của smartphone mà chiếc điện thoại này không hề gắn SIM vẫn gọi được nha. Các bạn có thể xem lại cái bài đánh giá chi tiết của mình về cái vấn đề đó. Và trước đây mình cũng đã làm video là hướng dẫn sử dụng tai nghe Bluetooth để quay video và sử dụng nó như một thiết bị thu âm từ xa mà khỏi cần mua những cái mic đối với những bạn mà không có yêu cầu âm thanh cao. Mình cũng sẽ để link video đó dưới phần mô tả, nếu bạn quan tâm thì các bạn có thể xem lại video đó nha.